Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Lại là phần tin từ Việt Nam và bản tin sau đây cho hay, Cộng sản Việt Nam nói rằng mất rừng là do Hoa Kỳ rải chất độc. Phần tin chi tiết Thu Hằng gửi đến quý vị như sau. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của chế độ Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Cường nói diện tích rừng bị suy giảm nghiêm trọng là do Hoa Kỳ rải chất độc trong chiến tranh Việt Nam. Truyền thông nhà nước Cộng sản đưa tin trong phiên họp của Quốc hội Bù Nhìn hôm 3 tháng 11 tại Hà Nội. Ông Cường nói rằng rừng tự nhiên của Việt Nam không thể phục hồi như xưa bởi vì Hoa Kỳ đã rải 77 triệu lít thuốc độc hóa học và hủy hoại 2 triệu hecta rừng ở miền Trung. Ông này còn nói rằng nhà cầm quyền Cộng sản đã thực hiện nhiều dự án trồng rừng, tăng tổng diện tích rừng từ 9 triệu hecta lên 14.6 triệu hecta hiện nay với chế độ che phủ rừng gần 42%. Lời phát biểu của ông Cường gặp phải sự phản đối của dân chúng và chuyên gia môi trường vì họ cho rằng Việt Nam đang mất đi nhiều diện tích rừng do bị chặt phá trái phép và làm thủy điện. Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai nói rằng việc giảm diện tích rừng hiện nay là do quản trị yếu kém để xảy ra việc nhiều công ty và cá nhân thi nhau phá rừng. Bà nói rằng theo báo cáo của nhà cầm quyền thì hiện cả nước có 3.400 giấy phép khai thác tài nguyên có tác động đến rừng tự nhiên. Còn đại biểu Nguyễn Lân Hiếu nói, tuy Việt Nam hô hào trồng rừng nhưng vẫn cho phép những dự án khởi công ngay lõi rừng hay thủy điện có vẫn tiếp tục duy trì hoạt động hoặc thậm chí còn được cấp phép mới. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng mất rừng tự nhiên là một trong những nguyên nhân gây sạt lở, ngập lụt nặng nề mỗi năm ở Việt Nam. Tin sau đây cho hay, Chủ tịch Hồng Thập tự Cộng sản Việt Nam dạy người dân làm từ thiện phải có văn hóa. Theo như tờ báo Vietnamnet loan tin thì vào sáng ngày 5 tháng 11 năm 2020, bà Nguyễn Thị Xuân Thu là Chủ tịch Hồng Thập tự Cộng sản đã có bài dạy người dân Việt Nam cách làm từ thiện phải có văn hóa ngay tại hội trường Quốc hội Cộng sản. Bà Thu thừa nhận rằng từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra và nhất là một những ngày trong một số tỉnh miền Trung đã xảy ra bão lũ lịch sử thì xã hội Việt Nam đã xuất hiện phong trào người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ở đâu trên đất nước Việt cũng thấy hoạt động từ thiện. Tuy nhiên thì bà Thu lên giọng phê phán nhiều người dân cần làm từ thiện phải có văn hóa, đừng mang danh từ thiện để đánh bóng tên tuổi phô trương đạo đức. Bà Thu đưa ra thí dụ là nhiều người đã mang quần áo không dùng được, hoặc là quần áo đã lỗi thời, hoặc là sách giáo khoa hay là đồ dùng đã cũ, đồ ăn hết hạn sử dụng để cho người nghèo, làm cho họ bị tổn thương vì người nghèo là người giàu. Thưa quý vị, vì người nghèo là người giàu lòng tự trọng và dễ bị tổn thương. Ngoài ra thì bà Thu cũng còn khuyên những nhóm thiện nguyện cần phải có sự tham gia của nhà cầm quyền địa phương để tránh lãng phí công sức. Lời phát biểu của bà Thu đã làm cho dư luận người dân bất mãn cho rằng bà Thu là kẻ đạo đức giả. Vì nếu như những cán bộ như là bà Thu làm đúng trách nhiệm, không tham nhũng, có đạo đức, có văn hóa, từ thiện, thì người dân Việt Nam không phải đổ xô lao vào nguy hiểm để làm từ thiện như là thời gian vừa qua. Nguồn tin tiếp theo cho hay, tàu Việt Nam tiếp cận vùng biển Indonesia thể hiện mức độ tranh chấp hàng hải của ASEAN. Một nhóm hoạt động đã kêu gọi Jakarta có hành động thích hợp nhằm chống lại sự xâm phạm ngày càng tăng của tàu đánh cá Việt Nam vào lãnh hải của Indonesia. Sự việc này nêu bật tính chất phức tạp của các tranh chấp hàng hải trong khu vực. Từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2020, trong số 31 tàu ngoại quốc đánh cá trái phép tại khu vực biển Bắc Natuna của Indonesia, có đến 21 tàu của Việt Nam. Ông Mot Abdi Saphufan, điều phối viên quốc gia của tổ chức Destructive Fishing Watch Indonesia cho biết, chính phủ nước này nên tăng cường giám sát và đưa ra nhiều cuộc tuần tra quân sự hơn trên đường thủy. Các tàu đánh cá Việt Nam rất hung hãn và sẽ cố gắng bỏ chạy hoặc đâm vào các tàu giám sát do Bộ Hàng hải và Thủy sản điều hành. Ông cho biết thêm, có lẽ họ đã thấy trong nhiều tháng qua không có vụ đốt hoặc đánh chìm tàu bất hợp pháp nào diễn ra. Vì vậy, họ cho rằng Indonesia đang giảm bớt sự giám sát và răn đe đối các tàu đánh cá ngoại quốc thực hiện đánh bắt bất hợp pháp. Theo tờ Asian One đưa tin, ông Abdi đề nghị Jakarta giải quyết tranh chấp với Việt Nam thông qua diễn đàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, ông Blasio Daras Aroto thuộc Bộ Điều phối Hàng hải và Đầu tư Indonesia cho biết, Indonesia có cách rất riêng để đối phó các quốc gia có ngư dân vi phạm bằng cách hợp tác với các quốc gia trong thị trường đánh cá, để không chấp nhận cá có nguồn gốc từ các quốc gia đánh bắt bất hợp pháp.
Một phụ nữ Việt Nam bị phát hiện là hành nghề bác sĩ thẩm mỹ không có giấy phép tại Đài Loan. Vào ngày hôm qua thứ Tư, 3 tháng 11, Cơ quan Di trú Quốc gia NIA cho biết là một công nhân di dân Việt Nam đã bị bắt quả tang vì hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ mà không có giấy phép vào hôm Chủ nhật vừa qua, ngày 1 tháng 11. Người này thực hiện kinh doanh bất hợp pháp kể từ năm 2018 với thu nhập ước tính là khoảng 3 triệu đài tệ. Trong một tuyên bố, thì đội hoạt động đặc biệt của NIA ở Taoyuan cho hay, vào hồi tháng 8 năm 2020, họ đã nhận được tin mật cho biết rằng một phụ nữ Việt Nam 25 tuổi, họ Trinh, hiện nay đang điều hành một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ không được cấp phép tại Taoyuan. Các dịch vụ mà người này cung cấp rất là đa dạng, từ làm đầy môi, tiêm Botox và Hyaluron cho tới tẩy nốt ruồi và thẩu thuật tạo mắt hai mí. Nhờ chiến lược quảng bá thành công và chi phí tương đối thấp, một số khách hàng của Trinh tin rằng Trinh là một người hành nghề có giấy phép. Theo như tờ Focus Taiwan đưa tin, thì trong 2 năm qua, Trinh đã thực hiện các ca phẫu thuật vi mô cho khoảng từ 300 cho tới 400 khách hàng, thu về lợi nhuận là khoảng 3 triệu đài tệ. Trong khi bị thẩm vấn sau cuộc đột kích vào cơ sở vào hôm Chủ nhật, thì cô Trinh này cho biết là đã học về các ca phẫu thuật thẩm mỹ vi mô khi mà làm việc tại một viện thẩm mỹ tại Việt Nam và không biết rằng phải có giấy phép bác sĩ để thực hiện các dịch vụ này tại Đài Loan. Người này đã được chuyển tới văn phòng công tố quận Taoyuan để điều tra thêm về hành động vi phạm đạo luật bác sĩ và có thể bị kết án là 5 năm tù và bị phạt tới 1 triệu rưỡi đài tệ. Tin tức tiếp theo chay, buổi gây quỹ cho nạn nhân lũ lụt miền Trung Việt Nam kêu gọi được 5.200 Mỹ Kim ở thành phố Yellowknife, Canada. Vào hôm Chủ nhật, mùng 1 tháng 11, một buổi nấu ăn gây quỹ cho đồng bào bị bão lụt ở miền Trung Việt Nam mang tên Taste of Saigon tại thành phố Yellowknife, Canada đã bán hết thức ăn trong vòng vài giờ và quyên góp được gần 5.200 Mỹ Kim. Tại buổi gây quỹ trên, người dân thành phố Yellowknife có cơ hội thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam theo dạng được đóng gói sẵn để mua mang đi. Vào tuần trước, cơn bão Mola đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam gây ra lũ lụt, sạt lở đất và khiến người dân phải di tản hàng loạt. Theo tờ NNSL của Media đưa tin, các món ăn Việt Nam ở Yellowknife đã được bán hết trong vòng 2 giờ sau khi hơn 200 người đến tham gia buổi gây quỹ. Do các hạn chế của COVID-19, đồ ăn mang về là lựa chọn duy nhất cho sự kiện và chỉ một số lượng người duy nhất được phép vào trong nhà hàng. Bà Mackie Huỳnh cho biết 5.200 Mỹ Kim mà sự kiện quyên góp được không phải là một số tiền lớn nhưng rất có giá trị bởi ít nhất nó cũng giúp được cung cấp một số nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Theo bà Huỳnh, số tiền trên sẽ được chuyển đến Thiền viện Trúc Lâm ở Edmonton, nơi đang quyên góp tiền cho các nạn nhân lũ lụt. Mặc dù không có sự kiện bổ sung nào được lên kế hoạch vào tối Chủ nhật, nhưng các nỗ lực gây quỹ vẫn sẽ được tiến hành và bất kỳ ai ở Yellowknife mong muốn được góp tiền vẫn có thể chung tay. Đến đây chúng tôi sẽ được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát và khi trở lại sẽ gửi đến quý vị những phóng sự từ Bắc và Nam California. Mời quý vị nhớ đón xem. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.